dùng thân ba gọi ra trên mẹ đồng mà được thấy thế vô hiền pháp Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô. Trong giây phút này, hồn thiêng trong nỗi đang để trở về đây. Chư Phật mười phương, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng đang hiểu điều nào là để chứng minh cho tất cả chúng ta trong lễ sự thiêng liêng một mục đích của sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Thưa tất cả quý vị, tinh thần từ từ trí tuệ mà đức từ phụ niệm sư Thích Ca Mâu Ni đã đem đến cho nhân thế mãi mãi là một nghiệp hải đạo từ thân, để tất cả chúng ta nương vào tinh thần từ bi trí tuệ tình thương cao quý ấy để tồn tại, để phát triển, để tu trì, để làm đẹp cho nhân sinh, làm đẹp cho cuộc sống, làm đẹp cho cuộc đời. Tất cả chúng ta là một đóa hoa sen, để từ mình dâng lên cúng dường những đức từ phụ nhân ngày khánh đản của ngài. Trong ngày đại lễ hôm nay là ngày khởi đầu của mùa Phật phóng sinh, và ngày từ hôm nay để tầm tháng ngoài xin lỗi tầm tư là một tuần lễ hội hội hóa Phật giáo mừng đức Phật phóng sinh tại các tầng các tiền viện của chúng ta, nhân dân tổ chức các sự kiện lễ tắm Phật cũng như lễ Phật đản long trọng nhất là vào ngày mai buổi chiều là lễ tắm Phật ở tại chùa Phước An, ở tại đạo tràng Phước An của mình, và buổi tối 6:30 tại chùa Trung Long Biên Nghiêm, chương trình tổ chức rất long trọng để mời ngày khán giả rất nhiều phụ cùng. Vậy vào ngày mai lúc 2:00 chiều mời tất cả quý vị đến tập về niệm Phật đường Tuyết Ngang ở khu phố 5 phường Tân Hiệp, kế bên công ty VNP. Và lúc 6:30 chiều tức 18:00 tại chùa Trúc Long Biên Nghiêm, chương trình long trọng được tổ chức hàng tại chùa Trúc Long Biên Nghiêm vào buổi tối, mời quý vị cùng về đến nhiều.